Mình đố các bạn đang xem video biết là câu này đáp án là gì. Câu này thì hơi hách ngã một tí nhá. Thực ra thì trong câu này cả hai đáp án thì đều đúng cả. Tuy nhiên nếu bạn chọn cái đáp án là B thì ở đây từ like nó là động từ, dịch là thích. Dịch cả câu sẽ là tôi biết một ai đó thích bạn. Tuy nhiên nếu bạn chọn đáp án là A thì từ like ở đây lại dịch là giống như. Dịch cả câu thì có thể hiểu là tôi biết ai đó giống như bạn. Tức là trong trường hợp của đáp án B thì từ like ở đây là một động từ. Còn đố bạn biết trong trường hợp như đáp án A thì từ like ở đây có từ loại là gì? Hãy thử comment cho mình biết với nha.